quay trở lại với mọi người rồi đây. Hôm nay sẽ là một clip quát son mà mọi người đã chờ đợi từ rất lâu rồi đó. Và lần quát son lần này sẽ là một em son đến từ nhà Innisfree. Đó chính là dòng Vivid Cotton Stick được ra mắt vào tháng 9 năm nay. Makeup look ngày hôm nay, Yến cũng lấy cảm hứng từ mùa lá rơi với tông màu ấm một chút để có thể phù hợp với màu sắc chủ đạo của dòng son này. Vậy theo Yến thấy năm nay Innisfree cho ra màu son này vào tháng 9. Về phần packaging design, Yến nhận được một hộp gồm 10 thỏi son đến từ hãng Innisfree. Thỏi son cầm khá là chắc tay, màu sơn trên vỏ cũng là màu của son luôn nên chúng mình sẽ không bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, Yến thấy mẫu thiết kế lần này thỏi son mini hơn so với những dòng khác của nhà Innisfree. Điều này khá là tiện lợi, linh động khi Yến đi chơi mà cần mang theo em này để dặm lại. Riêng với Yến thì Yến thích son dạng trụ tròn này hơn vì nó không chiếm thể tích quá nhiều trong túi makeup thần kỳ của mình nữa. Và màu đầu tiên Yến sử dụng đó chính là màu số 1. Warm Nude là màu kem sữa đất, Tone Nude ấm áp nhẹ nhàng vừa phù hợp với makeup tay nếu nhấn đậm ở phần mắt, nhưng cũng hợp với á đông bằng cách sử dụng Warm Nude như một lớp base cho lớp trang điểm môi của chúng mình. Warm Nude là sự lựa chọn thích hợp cho các nàng nào tìm kiếm một kiểu trang điểm nude nhấn đậm ở phần mắt hoặc tạo khối đậm một chút. Màu này cũng khá là kén men răng đó và khiến da của chúng mình sẽ bật đi nếu không makeup, nên các bạn lưu ý nhé. Màu số 2 của dòng son này có tên là Dusty Beach. Yến khá là thích cái màu này là tại vì nó cảm thấy rất là tự nhiên và phù hợp với các bạn đi học. Dusty Beach thì thích hợp với để trang điểm hàng ngày và phù hợp với tông da châu Á hơn á. Tuy là so với dòng Vivid Cotton in Blue được cho ra mắt trước đó thì em này là che phủ quân môi hạn chế hơn một chút, bù lại là độ chuẩn màu và bám sát vào môi hơn. Hình như đây cũng là lý do mà em son của chúng ta có vóc dáng mini hơn. Đó là bởi vì chỉ cần 1-2 lần thoa là để lên màu chuẩn rồi đó. Màu số 3 là màu Orange Cookie. Màu son này có một phần tông là màu cam, sẽ là tình yêu đích thực cho những cô nàng thích sự nâng động nổi bật đó nha. Chà, nghe cái tên màu son thôi là Yến cũng đã cảm thấy chiếc bụng của Yến kêu rùm rùm rồi đó nha. Có nàng nào muốn thử chiếc bánh quy cam này cùng Yến không nhỉ? Về phần chất son lần này là sự kết hợp giữa son matte và son nước, có thêm phần chất dưỡng môi. Điều này khiến cho Vivid Cotton Stick trở nên đặc biệt hơn, chính là vừa bám màu được lâu vừa giữ cho môi chúng mình giàu ẩm. Chất son không quá dày cũng không quá mỏng, kết hợp thêm chất dưỡng môi nên là khi đánh lên sẽ không bị lộ vân môi đâu. Màu số 4 có tên là Red Pink Pink là một thỏi son có tông màu đỏ hồng, tuy nhiên nó lại không chói mà lại kiểu milky khiến cho Yến thích thích thế nào ấy. Nói sao ta, màu sắc thanh lịch và hợp cho một quý cô nền nẻ nè. Theo Yến á, thì màu son này mình có thể dùng cho những bữa tiệc gia đình hoặc là buổi gặp mặt hội họp bạn bè á. Với màu son này thì các bạn chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi, không cần phải hao tâm tổn sức suy nghĩ phải lên concept lộng lẫy như thế nào hết á, hay là phải phối đồ gì đâu. Màu số 5 có tên là Maple Red. Maple Red màu son cũng không quá nổi bật, nhưng không vì thế mà khiến bạn chìm xuống đâu nha. Yến có thể gọi đây là một màu đánh lừa thị giác, bởi vì bạn không cần phải có trang điểm quá nhiều. Sắc đỏ của Maple sẽ làm cho làn da của bạn sáng hơn, men răng cũng vậy. Về bảng màu của Vivid Cotton Stick, Yến có nghiên cứu là điểm đặc biệt trong bảng màu lần này đó chính là tất cả màu sắc đều được pha thêm màu xám. Điều này sẽ làm dịu đi sắc độ so với màu original, cũng giống như mùa thu vậy á. Là một mùa dễ chịu, không nóng quá cũng không lạnh quá, những gam màu trở nên trung tính hơn một chút, nhưng không vì thế mà mất đi màu sắc đặc biệt của mình đâu nhé. Màu số 6 sẽ là một trong những màu mà Yến thích nhất trong bộ sưu tập lần này, có tên là Cinnamon Red. Thời trang và tinh tế là hai từ mà Yến dành tặng cho sắc đỏ quyền lực này. Sắc son Cinnamon Red được hãng miêu tả là mang phong thái của một diva. Theo Yến quan sát á, thì đây là một sắc son giúp cho tông da của bạn sáng hơn. Đánh một lớp nhạt thì sẽ khiến da tươi tắn, còn trồng nhiều layer thì sẽ tỏa sáng sang chảnh đó. Nhưng nhớ là phải trang điểm khi trồng nhiều lớp nha. Không là Yến thấy có sự lệch pha đôi chút giữa lông mày và đôi môi của chị em chúng mình nè. Màu số 7 có tên là Chocolate Brick mà các bạn thường hay gọi là nâu gạch á. Đây là một tông màu đỏ nâu mang đến cho một sự rung cảm cổ điển hoàn cổ như những năm 70. Vì khi thoa vào lòng môi á, tạo vẻ đẹp nhẹ nhàng, cổ điển, thoa đậm hơn sẽ như một quý cô thu hút mọi ánh nhìn. Chocolate Brick mang lại một cái nhìn thông minh và sang trọng. Yến thấy á, thì những cô nào mà mê phong cách vintage, tây tây, hoài cổ thì chắc chắn không thể bỏ qua em này đâu nha. Về sắc son thì theo Yến cảm nhận thì bảng màu này phù hợp với đại đa số các bạn nữ châu Á tụi mình. Còn những bạn có làn da bánh mật hay theo phong cách Tây Âu thì một chút cũng không sao, vì bảng màu của Vivid Cotton Stick trải dài từ tông màu be, nude cho đến màu có màu sắc thái độc đáo hơn. Màu số 8 có tên là Fiery Red, một màu đỏ gạch hơi trầm. Theo Yến nghĩ màu này khá là tôn giá nha. Màu này Yến thấy phù hợp với các bạn thích phong cách thơ thơ say đắm một chút á, cũng giống như mình nè.
Đây cũng là một màu không quá kén tông da. Em này có thể chơi tất từ da trắng hồng đến những nàng đam mê nâu tây luôn á. Trang điểm nhẹ nhàng thì ý nghĩ mình đánh nồng môi thôi, còn mấy nàng thích nổi bật hơn một chút thì mình trồng nhiều layer lên nhé. Đây, cái số 9 là màu tiếp theo mà em thích trong bảng màu lần này, cũng là màu em thấy khá là lạ, có tên là Bloom Vibe. Yến tạm gọi màu này là màu mận nha. Đây là một màu son đỏ pha sắc tím, phù hợp với những bạn gái nào có một outlook là lạ một xíu, hoặc là mình muốn đổi mood á. Lựa chọn một em Bloom Vibe là không sai lầm đâu. Riêng với Yến thì Yến thấy em này khá là ok lắm luôn, bởi vì đánh lên thì da trắng hồng thì ngày càng trắng hơn, còn da trung bình đến làn da bánh mật một chút thì da sẽ có màu son trầm hơn một chút, giúp các bạn có sắc thái thanh lịch hơn á. Kết cấu của son thì Yến có thể nói là giữ màu lâu như son lì, nó lôi trôi như son tin nước, độ lì vừa đủ để không dây qua quá nhiều khi mình ăn uống hay trò chuyện. Và cuối cùng là màu số 10 có tên là Purple Berry. Purple Berry mang ánh tím nhiều hơn là Bloom Vibe và có phần ngả tím nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà Yến nghĩ đây là một màu lạ trong dòng Vivid Cotton Stick của Innisfree. Một màu không lẫn vào đâu được luôn nè. Purple Berry thu hút mọi ánh nhìn khi kết hợp với một makeup look hoàn hảo nào đó. Bạn gái nào mà thích thử thách đa dạng hơn trong makeup thì cứ nên thử sức với chùm cuối của dòng son này nha. Đây là clip wax đầu tiên nên còn rất là nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm nha. Và cuối cùng, nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe cho kênh của Yến nha. Tạm biệt.